ngoài cái ghế này nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. À, bây giờ thì mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình ha, to rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai. Em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ ở bên, chào mọi người. Em là tên là Nguyễn Văn Hải, em sinh năm 1990, quê Thanh Hóa, Hóa. Hiện tại thì em là môi giới thương mại. Môi giới thương mại? Dạ, là em chuyên lĩnh vực là bên xăng dầu đó. Vào đây lâu chưa? Em vào đây là được 11 năm. 11 năm, hiện giờ mình đang sống với ai? Đang sống với em trai. Sống với em trai? Dạ. Là mình thuê nhà ở hay sao? Em thuê nhà ở. Còn ba mẹ là vẫn ở ngoài quê Thanh Hóa? Dạ đúng rồi, ba mẹ đang ở ngoài quê hết. Dạ, một năm về quê được mấy lần? Thì những năm trước thì 4-5 năm em mới về một lần. Hiểu vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em say xe cho nên em ít về quê. Nên là không về được nhiều. Trời đất ơi, thanh niên đàn ông gì mà say xe là không về thăm bố mẹ. Yếu đuối lắm chị. Yếu đuối lắm hả? Mong manh dễ vỡ lắm. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ được. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ được. Cứng cáp lắm đấy ạ. Mời bạn gái bên này giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường cùng với bạn nam bên chưa. Em tên là Hồ Thị Hương, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng chăm sóc người lớn tuổi và công việc chính của em hiện tại bây giờ là giáo viên yoga. À, yoga là mình làm tại trung tâm hay là mình dạy riêng? Em mở trung tâm. Có mở trung tâm. Dạ. Mình mở trung tâm luôn. Dạ. Mình làm chủ luôn. Dạ. Trời ơi giỏi dữ vậy ta. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Thanh Hóa. Ủa Thanh Hóa luôn hả? Coi có gần nhà anh này về thăm ba má anh giùm ảnh. Anh say xe anh không về được. Trước đây em cũng say xe lắm đó, nhưng mà tại vì đi nhiều quá cho nên là bây giờ hết say. À, em hiện tại là ở với ai? Em ở một mình. Em vào đây cũng được 10 năm rồi nhưng mà em lập nghiệp một mình ở trong này. Yeah. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, làm việc vặt gia đình. Tính thì hơi hiền. Hơi hiền? Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Hơi hiền? Sao hơi nóng tính? Sao ngược vậy? Dạ. Hiền mà còn nóng tính nữa. Dạ, hơi nóng tính, nói chung là khi mà mình áp lực một cái chuyện gì đó mình nóng tính một chút xíu rồi mình dịu ngay, em không có để bụng. Còn em? Đây điểm yếu trước đấy, em hay quên. Trước đây thì em hay cũng hay út nhát lắm. Nhưng mà vì cái em mới đến cái yoga thì bây giờ em cũng đỡ một phần nào đó. Về ưu điểm của em á, thì cần cù được cái chịu khó, ham học hỏi. Nếu những cái gì mà em chưa biết làm thì em cố gắng làm sao em kiên trì và em sẽ làm bằng được nó. À, tình trường thì sao? Em về trải qua một mối tình kéo dài cũng được hơn một năm, người đó ở Huế. Sau hơn một năm quen nhau thì nói chung là chênh lệch về cái tài chính ấy, thì người đó đi trước. Đi đâu? Đi lấy chồng trước. Trời ơi, tôi dùng người đó đi trước, ông nội này ông nói chuyện nghe ghê được luôn. Thì em nói thiếu thế. Rồi sao nữa? Đến giờ thì em vẫn không yêu ai cả. Là cuối cùng em bị bỏ hay là người ta bỏ em hay là em bỏ người ta? Không, em đâu có bị bỏ, em bị đá. Bị đá. Vâng, em bị đá. Là đang quen với em rồi đi chồng lấy chồng luôn hay là đúng chi? Đúng rồi, cái hôm đó là cái ngày mùng 8 tháng 3 là tụi em gặp nhau lần cuối cùng. Sau ngày mùng 8 tháng 3 đó thì em tự dưng em thấy cái bạn đó là không nhắn tin, không gọi điện cho em khoảng mấy ngày. Thì em có gọi điện, cô ấy bảo là em chuẩn bị đi xa, cô ấy là đi Singapore. Cô ấy bảo là nếu mà thành công thì bên đó thì cô ấy sẽ quay về cô ấy đón em. Đó, thì em mấy lúc đó thì em với cô ấy có cãi nhau từ khoảng mấy ngày á. Đúng cái ngày mà cô ấy ra sân bay, cô ấy đang check in an ninh ấy, thì em gọi cho cô ấy, thì lúc đó không kịp thấy em, cô ấy tắt máy luôn. Thế từ đó là chia tay. Là cô đi luôn, là mất liên lạc luôn. Đúng rồi, có nghĩa là ngày 21 tháng 3 là có nghĩa là mất liên lạc từ đó. Và đến ngày 31 tháng 3 là cô ấy cưới. Ủa, cưới ở đâu? Cưới ở Singapore hay cưới ở Việt Nam? Cưới ở quê Huế đấy ạ. Ủa gì kỳ vậy? Có nghĩa là cô đi du lịch chơi mấy bữa thôi. Thì em đâu biết là cô ấy nói dối, nói thật đâu. Em nhớ là đúng em cái ngày có đi kiếm cổ không? Không, em đâu có đi kiếm đâu, tội gì mà đi kiếm, vất vả đây. Rồi sao nữa? Ngày 17 tháng 5 thì em có lướt Facebook ấy, thì em thấy cái hình ảnh bìa của em gái của cô ấy. Thì em bảo tại sao giống con bé này thế, tên nó là Hiếu. Thì em có check vào thì em xứng là thì là nó. Rồi em phóng cái to cái hình nữa ra thì ngày 31 tháng 3 là nó cưới. Nó là ngậu bạn gái hả? Vâng đấy. À, nó cưới rồi. Dạ đúng rồi ạ. À, nhớ từng ngày luôn, ngày ra sân bay, ngày gặp nhau cuối cùng nhớ hết từng ngày luôn hả? Đúng rồi. Khi chắc là nỗi đau lắm phải không? Bản thân em thì em yêu ai thì em yêu rất là thật lòng. Rồi bạn gái bỏ rồi có khóc lóc gì không? Có chứ ạ. À, cái hôm đó là cái hôm mà em đang chở một người chị xuống ở dưới Bình Chánh ấy. Đó em đang đứng ở về hè thì tự dưng em lướt Facebook á, thì em thấy xong là em chở cái chị đó về luôn. Dưới đường em đeo khẩu trang thì em khóc.
rào bù lêu nữa, nhưng mà vừa chạy xe vừa khóc luôn. Vâng, nhưng mà chị đó không biết em có nghĩ là em khóc trong câm nín đấy, nhưng mà khóc không thành lời đấy. Đến cái đèn đỏ rồi em không chịu nữa rồi, em mở khẩu trang để em khóc bù la bù lêu khóc rồi chị biết luôn. Thì lúc đó chị ấy mới biết, thì lúc đó mà em cái đứt mất thấy cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Mọi người ở cái chỗ đèn đỏ nhìn quá trời em về luôn. Vừa còn sau đó có khóc nhiều lần nữa không? Có chứ ạ. Bây giờ còn khóc không? Không, bây giờ hết khóc rồi. Hết khóc được bao lâu rồi? Đến bây giờ thì khoảng 9 tháng thì chắc khoảng thôi khóc được khoảng 6 tháng rồi. Thôi khóc 6 tháng là khóc bao nhiêu 3 tháng đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mong manh quá, dễ vỡ quá. Không có gì vỡ. Mà mong manh thôi, khóc xong cho đã rồi thôi. Đúng rồi, khóc xong cho đã rồi thôi. Bây giờ còn theo dõi Facebook cô đó nữa không? Không, cô chặn hết rồi. Cô chặn hả? Chứ nếu cô không chặn là cũng coi phải không? Thì đến lúc mà em mới chia tay thì em vào xem, từ khi mà chặn thì em đâu mà xem. Rồi là hồi đó giờ một mối tình duy nhất đó thôi đó hả? Đó là mối tình chính thức, còn mối tình mà đưa đi đưa lại thì có khoảng 2-3 mối tình. Đưa đi đưa lại là ai đưa ai, ai đưa lại, ai đưa đi ai đưa lại? Có nghĩa là em với cái người mà em quen đó là đưa đi đưa lại là quen, có nghĩa là không phải là bạn, không phải là yêu. Tên bạn một xíu mà dưới yêu một xíu. Có qua lại tìm hiểu đó. Có qua lại tìm hiểu mà không hợp cho nên là thôi. Chỉ một mối tình sâu nặng là khóc bù lu bù loa đó thôi đó. Đúng rồi, từ trước giờ em năm nay là em 29-30 tuổi, mỗi một mối tình như vậy. Một mối tình cay đắng như vậy. Cay đắng quá ha. Cay đắng giờ kể lại vui quá. Có cay đắng mới có những trải nghiệm. Rồi, còn em, tình trường mình sao? À, tình trường của em thì em cũng giống bạn trai, cũng trải qua một mối tình. Nhưng mà em lại yêu xa. Tại vì bạn nam là đi du học ở bên nước ngoài, rồi gia đình định cư bên đó luôn. Khi em yêu thì em yêu, nhưng mà em cũng nhanh lắm. Chứ em không có giống như thế là bạn trai nữa. Kể như vậy giống như yêu đuối quá. Giống như yêu đuối quá. Vậy đi em ơi, vậy nó mới sướng em ơi. Mình buồn mình khóc thôi, chứ khóc xong rồi thôi, mắc gì. Đúng rồi, khóc mình có ảnh hưởng ai đâu. Ừ. Bao nhiêu lâu rồi ở không? 7-8 năm rồi đó. Lý do tại sao 7-8 năm ở không? Tại vì em tập trung vào học và em làm việc, em công việc của em là chính. Còn bây giờ đến cái tuổi xế chiều, tuổi lớn rồi. Cho nên bây giờ mới đi tìm mà. Dạ. Bây giờ là có sắp xếp thời gian cho tình yêu chưa? Hay là vẫn bận công việc bù đầu bù cổ? Em đã lên chương trình này thì chắc chắn em phải sắp xếp rồi ạ. Nếu được thì bao lâu hai bạn tiến tới hôn nhân được? Theo quan điểm của em. Em theo em nhanh lắm. Nhanh là bao lâu? 6 tháng 1 năm gì á. Bên này có đeo theo kịp không? À, không có năm rồi. Hả? Không có năm. Khoảng 1 năm? Vâng. Bữa giờ đi làm có để dành được mới vốn nào chưa? Chưa. Chưa là lấy gì lấy vợ? Còn nợ nữa. Hả? Còn nợ. Rồi sao lấy vợ được mà là hàng năm? Lại nợ tiếp. Nợ bắt vợ trả hả? Không, em già chứ à. Nợ của em thì em phải già chứ. Nợ gì? Tại sao phải có nợ? Đi làm mà sao có nợ? Đi làm phải cách tích góp để dành chứ sao đi làm mà mắc nợ? Vâng, em làm kinh doanh cho nên là nhiều khi phải vay mượn này kia, làm ăn nó thua lỗ. Em không thích làm công việc cố định. Em bản thân của em thì là máu kinh doanh. Có máu kinh doanh. Vâng. Nãy em nói em làm về xăng dầu gì gì đó là em là mình đi làm cho người ta hay mình tự kinh doanh? Có nghĩa là em kết nối với người mua và người bán từ bên nước ngoài và Việt Nam. À. Còn nếu như bây giờ nhưng mà em làm là làm riêng cá nhân hay là em làm có công ty có? Không, em làm cá nhân nhưng mà có một cái đội ngũ riêng đó. Ví dụ như bây giờ mà em làm deal một deal thành công thì em sẽ làm một cái văn phòng đại diện chính thức cho cái công ty nước ngoài đó. Rồi tương lai có khả năng thành công không? Tương lai thì em phải nỗ lực thành công kia, phải chắc chắn thành công kia. Phải chắc chắn thành công. Vâng. Mà hiện tại thời điểm này đang thất bại. Vâng. Trời ơi, mà ông tươi dữ gì? Thất bại mà ông tươi như hoa vậy. Em thích, em thích anh được cái là tự tin. Em thích nhất là những người như vậy á. Những người tự tin thì chắc chắn là sau này sẽ thành công. Không thành công trước cũng thành công sau. Thì đùa thôi, hai bạn còn trẻ mà. Chủ yếu là chí hướng. À, chí hướng và nếu mà quyết chí làm thì tương lai mình còn dài mà. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích nhất là bạn trai là tự tin. Thứ hai là chân thành, chia sẻ trong những cái công việc của mình. Cái đó thấy có đủ rồi đó. Ngoại hình? Ngoại hình thì ưa nhìn. Ưa nhìn làm sao? Nó phải cụ thể. Trắng đen, cao thấp, mập ốm gì đó, dụ vậy. Chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Rồi dư xăng, khỏi cần nói nhiều, dư. Em không thích bạn trai là hút thuốc gia trưởng. Hút thuốc mà kẹp chung với gia trưởng có hút thuốc không? Em không hút thuốc. Có gia trưởng không? Em con trưởng. Con trưởng mà có gia trưởng thì em con trưởng thôi đấy. Không, thường thường bạn. Vâng, em nói một chứ không nói hai. Hầu như gia trưởng nhiều lắm. Người ta nói người ta con trưởng thôi. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Em thì không có mẫu người lý tưởng. Người ta giản dị một xíu, lấu cá một xíu. Bởi vì lấu cá mới thông minh đấy. Trai thường tìm bạn gái là hiền lành, thùy mỹ, nết na. Ai đi tìm vợ tìm người lấu cá. Bởi vì em hiền, em rất là hiền.
cho nên em phải tìm một người nào đó mà lấu cá chút xíu. Bảo vệ em hả? Lấu cá thì chỉ số IQ nó mới cao. Mà để bảo vệ em hay chi? Không, em thì em rất là mạnh mẽ. Em bề ngoài em rất là hiền lành, nhưng mà bản thân của em ở trong rất là mạnh mẽ. Ngoại hình thích người bạn gái như thế nào? Em thì thích cô ấy là cao khoảng 1m55 trở lên, hơi mập một xíu. Mập này sau này ví dụ như có lấy được nhau thì đẻ con nó mới đẹp, nó mới mập mạp. Liên quan gì mập mà đẻ đẹp? Mập thì đẻ nó con nó mới bụ rồi, chứ còn mà ốm quá sau này đẻ con như cái que tăm thì... Hồi xưa người ta nói bà già chồng mà đi coi con dâu đó, mà muốn đẻ nhiều mắng đẻ là phải coi cái mông, phải coi cái mông. Mông 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 cong hả? Với là mắng đẻ, em có coi cái đó không? Không, em đâu có thích mông cong, mông cong mông xấu quá. Chứ em thích mông gì? Em thích mông phẳng đấy. Mông phẳng là mông sao? Mông mông phẳng với lưng đấy ạ. À. Là không có mông á hả? Có mông chứ ạ. À. Sao mông mông phẳng với lưng là thẳng băng vậy hả? Không phải nhô ra một chút xíu. Nhô lên cỡ bao nhiêu? Thì em đâu có đo được đâu ạ. À. Thì bây giờ mình tưởng tượng đi. Chắc khoảng nếu như mà lệch so với lưng thì khoảng vài ba phân thôi. Cái gì? Cái lưng vậy mà lệch vài ba phân là cái mông ra có vậy thôi hả? Chứ cộng quá thành hình chữ S. Cái lưng vậy mà cái bông cách lưng mấy phân là có nhiêu đây thôi hả? Đúng rồi đấy. Vậy em đoán thử cô gái ngồi bên cạnh em hôm nay là vóc dáng mặt mũi như thế nào? Theo là bạn ấy cũng khoảng được 50kg, cao khoảng 1m50. Đúng không em? Em cao mét mấy? Cao 1m56, em nặng có 45kg à? Hơi ốm. Ốm mà ốm đố em chị nhiêu ký? Chị cắt thường khoảng 49kg. 55kg? Thì bên đây có 40 mấy? Thì đấy, chị nhìn 55kg mà chị đang còn chưa ấy, là chưa béo lắm. Mà cái mông tôi là cách cái lưng của tôi tới là một tấc lận. Thế để em đo lưng nè. Đó đi. Em có hình không? Đưa cho chị coi. Nè, kiếm ra coi cái cô nào mà có cái mông cách cái lưng 1cm, 2cm gì đó kiếm đi. Rồi, ảnh đó, có hai anh chọn một, tôi thích ai gả cho. Ai mà anh nào nhìn vô mông manh dễ vỡ nha. Em nhìn chắc là bạn này. Bạn nào? Đây. Bạn nào chỉ vô? Đây. Bạn này á hả? Vâng. Lý do sao chọn bạn đó? Thì em cũng hình dung ra như thế. Tôi cũng biết luôn nữa. Cũng biết. Ôi trời, không yếu hồi hỏi bạn đi. Anh nào? Dạ đây ạ. Sao chọn anh đó? Tại vì không biết em nhìn vô là giống như thế là em có cảm nhận. Cảm nhận hai người hay quá ha. 6/9/1988 ạ. Công việc nghề nghiệp quê quán anh ơi. Công việc của em hiện tại đang làm nội thất ạ. Quê của em thì ở Thanh Hóa, hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Hiện tại đang làm Bình Dương, thu nhập một tháng của anh bao nhiêu ạ? Hiện tại thì thu nhập của em là 10 triệu. Rồi. Thu nhập 10 triệu tháng. Rồi, anh Vương là một người như nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn ạ. Còn điểm yếu thì em thường ít khi mà rụt rè trước đám đông ạ. Rồi. Ok. Anh có từng kết hôn chưa? Đấy, em đang còn độc thân anh. Trước giờ anh có mấy mối tình rồi? À, em trải qua 2 mối tình anh. Mối tình sâu đậm nhất là bao nhiêu lâu ạ? 2 năm. Lâu nhất là 2 năm. Rồi. Thì mối tình đó tại sao mà chia tay? Tại vì không hợp nhau, người ta còn nhỏ tuổi quá nên là chia tay. Dạ, anh nói cụ thể hơn dùm em, tại sao lý do sao là cái cuộc tình đó mình lại chia tay, vì lý do gì? Có nghĩa là mình lớn tuổi hơn người ta nhiều quá ấy, nên là thấy không hợp ấy. Bạn nó sinh năm bao nhiêu ạ? Bạn nó sinh năm bao nhiêu ạ anh? Alo. Dạ vô em nghe nha. Bạn đó sinh năm bao nhiêu mà lớn tuổi hơn ạ? Ý là em lớn tuổi hơn người ta, người ta sinh 2003 anh. À. Người ta nhỏ tuổi hơn mình quá nên là không hợp nhau ấy. Rồi. Bây giờ anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào?
À, em muốn tìm một bạn gái độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi anh. Mẹ đơn thân cũng được. Có con thì sao? Em thích mẹ đơn thân, có con cũng được. Rồi, anh thích mẹ đơn thân không? Rồi, thích mẹ đơn thân. Ở ngoại hình thì sao? Chiều cao như thế nào? Mập ốm là sao? À, ngoại hình thì không quan trọng đâu. Chiều cao thì cũng đừng có cao quá, tại vì mình cũng hơi thấp. Anh mét mấy nhỉ? Em có mét 6 anh. Anh có mét 6 sao? Vâng. Là anh mét 6, rồi. Ờ, mập hay ốm hay gầy hay sao? Em hả? Bạn gái đang hỏi về mẫu em... người mà. Mẫu người bạn gái bạn của anh. Gái... Bạn gái thì người bình thường thôi. Công việc của bạn ấy như nào thì phù hợp với anh? À, công việc của bạn ấy có thể là làm công nhân cũng được. Rồi. Bạn ấy ở tỉnh thành nào thì phù hợp để anh nhận hò? À, nếu mà hiện tại em ở Bình Dương thì Bình Dương cũng được, ở ngoài Bắc cũng được. Ngoài Bắc cũng được. Ngoài Bắc thì phải yêu xa. Tại vì em ở quê ở ngoài Bắc nên em có hay về Bắc. Nên ở Bình Dương thì càng tốt đấy. Rồi, ok. Em cảm ơn anh Vương nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên. Thì nếu mà tìm được cái người phù hợp với lại những tiêu chí của anh thì chương trình sẽ liên hệ lại ạ. Dạ vâng. Rồi. Công việc hiện tại là công việc hiện tại là lái máy công trình. Lái máy công trình, em muốn hỏi cụ thể là máy gì anh? Máy gì mình cũng lái ạ, máy đào, máy ủi, máy trục lật, rồi là lái xe, làm hết ạ. Vậy thì đi công trình như này thì có phải đi nhiều ngày không, hay là mình ở nhà thường xuyên hay như nào? Em nghĩ là đi công trình thì phải đi nhiều ngày á. À, đúng rồi, tùy theo là nếu mà mình đi làm xã thì mình ở lại công trường, còn làm gần nhà thì mình sáng đi tối về. Cũng là tùy theo công trình. Ừ, đúng rồi. Thu nhập mà bình quân của mình là nhiều. Thu nhập thì tôi khoảng 10 triệu thôi. Tùy theo, nói chung là tùy theo. Vì ở miền Trung thì phần đa là làm về mùa hè thôi, về mùa mưa thì nắng, đâu có làm được đâu. Thế những cái mà mùa mưa đấy thì nghỉ nhà anh? Ừ, nghỉ nếu mình ăn theo lương mà tháng 10 triệu thì họ vẫn trả mà. Nếu mà những cái lúc mà trời mưa thì họ vẫn trả lương? Ừ, nếu đó là mình ăn lương tháng. Là ví dụ mưa cả 2-3 tháng thì người ta vẫn trả lương cho mình. Rồi, ok. Thế nếu mà lúc nào mà mình đi làm ấy thì mình ăn lương thì được bao nhiêu? Sao? Nếu mà hôm nào mà mình đang đi làm công trình ấy, cái tần suất công việc có nhiều ấy, thì là tối đa là mình maximum là mình được bao nhiêu tiền? Ừ, thì cũng vậy, với bởi mình ăn lương tháng ấy, nhiều khi là về mùa hè là mình làm phải tăng ca, còn về mùa mưa mình nghỉ thì phải ăn lương, còn mà nếu mà mình đi làm về mình là ăn lương ngày thì ví dụ mình làm 8 tiếng về thì ngày khoảng 500 thôi ăn trưa. Rồi, anh làm con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình thì nói chung là mình thì cái gì cũng làm được, nói thẳng nói thật, ghét dối trá thì thôi. Rồi, điểm yếu của anh? Điểm yếu thì nhát gái lắm. Nhát gái à, cụ thể nó là gì? Thì đi chơi con gái thì thường hay nhạt gái, mà chơi con gái gọi là cùng tính, nói thẳng thôi, nói thật đấy, mà ví dụ yêu một người con gái nào đó đang yêu mà thấy người con gái mình thích mình yêu mà thấy có người khác hơn mình á, thì nó nhạt ra người khác thì những người như thế thì mình không thích, là anh tự chủ động rút lui luôn.
Ừ đúng rồi, tình cảm với mình gọi là mình với mình không ràng ép buộc một cái gì cả cả tùy theo người 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 mình yêu thích thế nào thì mình chiều theo thế đó, mình không ép buộc. Trước giờ anh có từng lập gia đình chưa? Chưa. Chưa từng lập gia đình. Thế ở Hà Tĩnh bây giờ nhà cửa của mình là như thế nào? Có nhà riêng Mình chưa? chưa có nhà riêng, mình ở với ông bà vì gia đình mình thì phần đa anh em mình thì lập nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương rồi, ở nhà ở quê mình có mình với ông bà thôi. Gia đình lập nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương. Không Thế không, vậy đó là anh em mình ở Đồng Nai, Bình Dương, còn mình thì ở quê với ông bà ở quê Hà Tĩnh ấy. ông bà là bố mẹ đấy hả? Ừ đúng rồi. Có mình anh ở với bố. Thế bây giờ vậy là có cái cơ sở là anh em ở trong Đồng Nai, Bình Dương hết rồi, thì ví dụ kiếm được cô nào trong phương Nam này thì có vào được không? Cái Anh đó chuyển thì vào luôn. để mình xem thế nào cái đã chứ. Không, bây giờ là đang trao đổi luôn thì anh như nào chứ, lên sóng rồi anh bảo là anh xem thế nào thì ra xem anh. Ừ, xem thế nào có với mình thì đầu tiên phải hợp tuổi hợp tính gọi là sống hòa đồng vui vẻ đừng Rồi từ ghen từ nhá, tuông từ gì từ nhá. cả Rồi bây vậy giờ cái thôi. mẫu người của anh, mẫu người của anh là hợp tuổi thì là hợp như nào anh? Hợp tuổi là hợp tuổi với mình ấy, hợp tuổi đầu tiên là hợp tuổi. Thực ra thì Thì mình nhưng mà em không biết là hợp tuổi với anh là hợp như nào, hay phải lên mạng coi hả anh, hay như nào? thì hợp tuổi vì chẳng hạn như tuổi tuổi gọi là hợp tuổi để mình gọi là hợp tuổi làm ăn này, hợp tuổi ở với nhau, hợp tuổi cái đó thì gọi là như Không, thì tuổi. bây giờ biên tập người ta đang nói chuyện với anh thì anh list ra một số những cái tuổi mà hợp, chứ em đâu có coi được cho anh ai hợp tuổi với cô nào, Dạ đúng dạ không ạ? biết rồi cái đó biết rồi, có đâu những cái điều đầu tiên là gọi là hợp tuổi gọi là hợp tuổi ở đây gọi là những cái tuổi gọi là đừng cái nữa với mình khác với mình quá, mình thực sự thì trên 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 chứng minh đồ thì sinh năm 82 nhưng thực sự thì mình sinh năm 81. Rồi Ừ. bây giờ em hỏi anh về cái tiêu chí đầu tiên ấy là hợp tuổi, để cho mọi người biết đường tìm cho anh, thì anh muốn tuổi bao nhiêu? Tuổi thì dư nói thì tuổi tuổi như mình để hợp tuổi gọi là khỏi gọi để khỏi về ngã sống ngang nhau thôi, hợp tuổi hợp tuổi hợp tính được được là được thôi, cho mình không cũng không quan trọng lắm. Ngoại hình sao anh? Ngoại hình thì vừa nhìn là được rồi, Như nào là vừa nhìn đây? thì cảm thấy dễ mến là được rồi, không cần gọi là công cao công thấp vừa vừa là được rồi, không quan trọng lắm. Rồi. Tại vì bây giờ anh đang casting ấy mà tất cả các thông tin mà anh không nói cụ thể là mọi người không có tìm được. Thì tỷ lệ mà anh đậu vòng casting không cao. Tiếp đi anh còn yêu cầu gì về bạn nữ? Đâu có yêu cầu gì đâu, như từng được rồi. À rồi, vậy như vậy là được rồi đúng không? Rồi. Dạ ok, cảm ơn anh nhất nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen. Nếu mà tìm được cái người bạn phù hợp cho anh thì chương trình sẽ liên hệ lại. Rồi rồi, cảm ơn chương Dạ. trình Dạ. nha. Rồi.